Hello anh em, lại là mình đây. Mai cát bầu dinh mới về nha anh em. Cây này nó có hoành 40 anh em à. Nó bay ra 80-70 nha anh em. Hai thằng đuổi nha anh em nha. Cây đế rất là đẹp anh em à. Đế rất là ngon nha anh em. Cây này mình xin giao lưu 1700k nha anh em. Anh em nào thích thì vô inbox mình nha, hoặc là gọi điện trực tiếp mình nha anh em. Cây đặc tu nha anh em nha, không bọng lũ nha. Ok anh em, mình có điện thoại rồi, mình kết thúc video nha anh em. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Cát bồ sinh mới về nha anh em. Cây này nó có hoành 40 anh em à. Nó cao 80 anh em. Cây rất là đẹp nha anh em nha. Cây này mình xin giao lưu với cùng với anh em 1500k nha anh em. Anh em nào thích thì gọi điện trực tiếp chốt, mình gửi cây nha anh em. Cây có bộ chi rất là đẹp anh em à. Cây đế bao đẹp luôn nha anh em. Đế đó, đều hết luôn nha anh em nha. Dễ cắm thì bao phê, bao phòng luôn nha anh em, phòng số 9 á. Ok anh em nha, xuống đến nữa nha anh em. Anh em thích gọi điện trực tiếp mình nha. 1500k chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất thôi nha anh em. Đêm nay thôi nha anh em nha. Tạm biệt anh em. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mai cát bầu dinh mới về nha anh em. Cây này nó có vành 42 nha anh em. Nó xuyên qua 60 nha anh em nha. Cây này thì nó đặc nhưng mà nó có miếng lũa nha anh em nha. Có miếng lũa thép nè anh em. Dễ cái da nó kéo xuống hết rồi nha anh em nha. Đang liền thẹo nha. Cây chi cũng đẹp luôn anh em. Cây này nó xuyên qua tầm 45 độ nha anh em. Cây bề đế rất là đẹp, giống như em vũ nữ đang ngồi nha anh em nha. Hàng nghệ thuật nha anh em. Anh em thích cứ điện trực tiếp cho mình nha. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Tạm biệt anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh mình nha. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Rửa mai cát nha anh em. Cây co lắc, cắt lo nha. Nè anh em, cây vành cỡ cầm tay nè anh em nè. Cho tôi vô nóng. Vành cỡ cầm tay nha, co lắc rất là dữ. Cây này cao cái 90 anh em. Cái co chỗ này độc, co như lò xo của anh 12. Co không anh em à. Ok anh em. Dứt anh em, dứt.